Vâng, thứ nhất là tôi sẽ xin trả lời rất là ngắn về Tình Nguyên hay là anh Định, bởi vì đối với tôi anh Định không là xa lạ. Ngày xưa anh Định là đại úy của lực lượng cảnh sát quốc gia Thừa Thiên Huế. Anh Định đã từng là thẩm vấn viên của trung tâm thẩm vấn Thừa Thiên Huế, và sau đó anh được đổi đi vào trong bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia vùng 1. Ok, tôi xin trả lời cái câu hỏi của anh về ông Đôn Hầu và ông Thủy Quang, thì tôi xin nói rõ hơn. Từ xưa đến nay, tôi đã từng bị rất nhiều bị nói rằng tôi đánh phá Phật giáo. Thì thưa quý vị, tôi xin những ai đã từng đọc sách Biển Đồng Miền Trung, tôi xin cho tôi biết cái hàng nào, cái chữ nào, ở trang nào tôi viết để đánh phá Phật giáo. Nếu có, tôi xin chiều tội với tất cả mọi người ở đây, vì tôi là một tín đồ Phật giáo mà đã đi đánh phá cái tôn giáo mình. Sợ gì tôi nói ông Trí Quang là đảng viên cộng sản, bởi vì tôi căn cứ trên ba nguồn tin, đó là theo nguyên tắc tình báo. Một nguồn tin nói ông ta là cộng sản, cái đó chưa thể xác nhận được. Nguồn tin thứ hai nói vẫn chưa thể xác nhận được. Nhưng đến nguồn tin thứ ba thì khi đó theo nguyên tắc tình báo chúng tôi bắt đầu mở hồ sơ và theo dõi. Thì thưa quý vị, nguồn tin đầu tiên là của Sở Liên Phẩm Pháp xác nhận ông Trí Quang là đảng viên cộng sản và đã từng được tuyên thệ tại mật khu Lương Miếu Dương Quang vào năm 1949. Nguồn tin thứ hai, khi tôi bắt tên trung tá điệp viên Hoàng Kim Loan, thì tên trung tá điệp viên Hoàng Kim Loan xác nhận ông Trí Quang là đảng viên cộng sản. Và cả cái vụ tranh đấu 1963, tranh đấu 1966, Hoàng Kim Loan được lệnh của Tổng cục 2 tình báo chiến lược Bắc Việt phối hợp với ông Thích Trí Quang để phát động phong trào đó. Nhưng thưa quý vị, điều quan trọng thứ ba là nguồn tin chính tổ hữu tay này là ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác nhận vào năm 2000. Ông tổ hữu nói như sau: đúng, Thích Trí Quang là đảng viên cộng sản. Người kết nạp Thích Trí Quang vào đảng là tôi, tất nhiên là tổ hữu. Địa điểm kết nạp Thích Trí Quang vào đảng cộng sản là tại mật khu Lương Miếu Dương Hòa. Thưa quý vị, ai đã từng ở Huế đều biết Lương Miếu Dương Hòa là một cái làng nằm về phía bắc thành phố Huế, phía tây thành phố Huế, tôi xin lỗi, cách Lăng Gia Long độ khoảng 15 cái số trong một cái thung lũng. Thì với ba nguồn tin đó thì chúng tôi mở hồ sơ để theo dõi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thưa quý vị, các cơ sở hoạt động của Thích Trí Quang trong cái đảng sinh viên từ Hoàng Phụ Ngọc Phan, Hoàng Phụ Ngọc từ Nguyễn Đắc Xuân và rất nhiều nhiều nữa của Đại học Huế, gọi là thân tín của Thích Trí Quang, đều là những cơ sở, đều là những cán bộ cộng sản hoạt động trong phong trào tranh đấu 66. Thì thưa quý vị, hỏi quý vị, vậy thì ông Thích Trí Quang là ai? Còn cái điều quan trọng cuối cùng là tên bí thư thân tín của ông Trí Quang là Nguyễn Khắc Từ. Như tôi đã nói là sau 75, Ý Lồ Nguyên Hình là một tên đài tả tình báo nằm cạnh ông Trí Quang. Cái điều đó cho thấy rằng là không thể chối cãi vào đâu được, Thích Trí Quang là một tên cộng sản. Thứ hai, về ông Đôn Hầu, tôi là một Phật tử, mẹ tôi đi chùa, tôi cũng đạt được quy y, gia đình tôi cũng vậy. Chắc quý vị đã biết cái lý lịch của tôi qua rất nhiều lần tôi nói chuyện.
Tôi có thể nói khẳng định với quý vị, bây giờ khoan nói cái gì hết. Quý vị thử tưởng tượng cho tôi một câu nói của ông Đôn Hầu như thế này, thì quý vị đánh giá ông Đôn Hầu là người thế nào? Mậu Thân trước Mậu Thân 68, ông dân biểu Nguyễn Lý Tượng là dân biểu đơn vị Thừa Thiên Huế. Theo cái thông lệ hàng năm trước Tết, ông ta đi thăm các chùa, các vị lãnh đạo tôn giáo. Thì ông ta ghé thăm ông Đôn Hầu trước Tết Mậu Thân, và ông Đôn Hầu đã nói rằng: tại sao lính Việt Nam Cộng Hòa đi đến đâu thì phá phách đến đó, mà trong khi lính của lực lượng giải phóng miền Nam đi đến đâu thì không làm rơi rụng một mọn lá khoai? Cái lời nói đó là, xin hỏi quý vị, đó là lời nói của người cộng sản, người quốc gia là một. Nếu xét cái tầm cùng ra, quý vị thấy rằng cái lời nói của ông Đôn Hầu là lời nói xúc phạm đến danh dự tập thể của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mậu Thân 68, ông Đôn Hầu có thấy rằng sư đoàn tiểu đoàn tín nhạy dù, tiểu đoàn của ông mẹ hiện có mặt tại đây, những cái đơn vị của thủy quân lục chiến, họ đã dùng xương trắng máu đào của chính binh sĩ họ làm cái hàng rào để đưa những cái đồng bào đã bị kẹt trong vùng Việt Cộng chạy thoát ra về vùng quốc gia. Thì thử hỏi, so sánh cái lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng giải phóng như vậy, thân tình ông Đôn Hầu đã méo mó sự thật. Đó là cái chuyện thứ hai. Vấn đề thứ ba, rất nhiều người, hoặc vì có thể tôi không dám nói là quần lý, nhưng mà vì không thấy cho nên thường xuyên cứ nói là thầy Đôn Hầu đi Mậu Thân theo Việt Cộng là bởi vì bị Việt Cộng ép buộc ra đi. Tôi xin lấy với một danh dự của một sĩ quan cảnh sát quốc gia xác nhận với quý vị rằng ông Đôn Hầu ra đi không phải vì bắt buộc. Ông Đôn Hầu ra đi theo lời khai của Hoàng Kim Loan trước Tết Mậu Thân đã được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu ông Đôn Hầu ra đi miền Bắc, nằm trong một phái đoàn để đi tuyên truyền cho cái vấn đề về chiến tranh Việt Nam của bọn chúng ở tại miền Nam. Ông Đôn Hầu đã chấp thuận và ra đi trong cái Tết Mậu Thân. Cuộc ra đi của ông Đôn Hầu không phải một mình ông ta, mà cuộc ra đi của ông Đôn Hầu rất nhiều thành phần, trong đó có bà Đào Thị Yến, tất nhiên là bà Tùng Chi, tất nhiên là bà hiệu trưởng trường nữ trung học Đồng Khánh Huế, có giáo sư nhân trung học của Viện Đại học Huế, có giáo sư Tôn Thất Dương Tiền và nhiều nhân vật khác nữa ra tại Hà Nội, và sau đó họ thành lập một cái phái đoàn vui vẻ đi Mông Cổ, đi Tây Tạng, đi nhiều nước cộng sản để tuyên truyền cho cái chính sách hoặc là cho cái vấn đề mà đánh chiếm miền Nam. Thì cái điều đó cho thấy rằng là ông Đôn Hầu không phải bị bắt buộc ra đi. Đó. Có nhiều người đã phản bác và nói với tôi rằng anh nói như vậy không đúng, bởi vì sau này 7 năm ông Đôn Hầu đã chống lại chính quyền cộng sản Việt Nam đã này đã nọ, nghĩa là chống tối đa, thì tôi nói cái đó cũng là bình thường. Bởi vì rằng theo nhà Phật dùng đúng cái danh từ thì có lẽ thầy đã ngộ. Thầy ngộ là bởi vì sau 8 năm ở tại cộng sản, thầy biết cộng sản là ai, hoặc là chính thầy đã bị 6-7 năm khi cộng sản đã nắm quyền rồi, thành cộng sản đã loại thầy và không dùng thầy nữa, cho nên thầy trợ cuộc thầy là chống. Cái vấn đề thầy chống đó không thể chứng minh lần trước đó thầy không là cộng sản, không thể chứng minh trước đó thầy không là phó chủ tịch lực lượng liên minh dân chủ dân tộc hòa bình. Và ngọn cờ của lực lượng liên minh dân chủ dân tộc hòa bình treo vào sáng ngày mùng 2 Tết trên kỳ đài ở Huế